Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Ngày 16 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, ở nước ngoài cũng có cảnh đánh ghen, nhưng mà họ đánh ghen ít và nhẹ thôi. Còn ở Việt Nam, cái thời xưa tôi nhớ của Việt Nam Cộng Hòa đánh ghen cũng khiếp lắm. Nào là tạc axit đi, tôi đủ thứ hết thưa quý vị. Rợn rùng. Nhưng mà bây giờ là trong dịch Covid-19 ở bên Việt Nam, ở tỉnh Thừa Thiên, ở Huế, xã Phong Điền có cảnh đi đánh ghen. Đánh ghen trong mùa Covid-19. Nơi mà người ta đang khoanh vùng cách ly cũng băng đồng, băng ruộng đi đánh ghen chơi. Khiếp khủng, ghen gì mà ghen thế đó chứ. Yêu là tốt mà, yêu quá nó cũng không được. Theo tin từ Ủy ban Nhân dân xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết là ngày 14 tháng 5, là cơ quan này đã đưa 9 người trong một gia đình ở xã Phong An đi cách ly tập trung vì liên quan đến một vụ đánh ghen ở đây. Ai bảo đi đánh ghen chứ, giờ phải là trong cái lúc mà Covid-19 là phải cho đi cách ly là phải rồi, tại vì liên quan. Thì theo bản tin đó cho biết rằng là vào ngày 13 tháng 5, có một chị đó tên là, mình nói bây giờ mình nói chị S đi, chị S đó đó. Chị 29 tuổi, chị trú ở xã Phong Hiền. Thì nơi đây thì đang bị phong tỏa là vì có dịch Covid-19. Thì chị này á, chị gọi cho một người đàn ông là anh Hoàng Ngọc A. Chị, ông A thì ông trú ở xã Phong An. Và cái chị S cho nói với ông A, thôi bây giờ là em cần anh cho em lấy thuốc sốt cho em, đưa qua cho em. Thì ông A này chắc cũng có cái gì đó không biết, cũng đem cái thuốc trị sốt cho cái cô S này ở tại Phong Hiền. Rồi anh tới cái chốt mà đang gọi là trận để cái vấn đề mà cách ly Covid đó, thì anh tới đó gặp thì không biết làm sao mà anh trốn qua được các cái chốt kiểm dịch luôn. Rồi anh tới cái nhà của cái chị đó, rồi anh đưa cho chị đó thuốc, rồi anh ở lại với chị này. Thế vợ của cái anh A này đó, ở nhà đó, biết rằng là cái anh này đi rồi, chắc là có cái gì đây rồi. Cho nên là chị này á, mới huy động thêm được 4 người nữa thành 5 người ở trong cái thôn Thượng An của xã Phong An. Thôn Thượng An, xã Phong An. Rồi là đi qua bên chỗ của cái chị S để đánh ghen chơi, thấy không? Nhưng mà khi mà chị này tới cái chốt của các công an đang kiểm dịch á, thì đâu có đi được, đâu qua được, họ đâu có cho qua. Thế là 5 người này nó quay về, rồi mới băng đồng ruộng, rồi cũng vô được tới tận nhà của cái chị S đó để đánh ghen. Nhưng mà cái anh A này đó là anh đánh hơi được rồi, thế là anh mới giọt trước, anh giọt anh chạy về nhà. Anh về bên cái xã của anh á, là xã Phong An, anh trú như đó. Thế là 5 người kia tới đó là không thấy anh A đâu hết. Chỉ thấy chị S thôi, là bắt đầu đánh ghen với chị S. Mà chị S này đâu có phải thứ vừa thôi quý vị. Chị S này liền lập tức gọi công an tới rồi ấy, là bắt luôn cả 5 người này.
bắt người luôn cả năm người này. Thế thì bây giờ đó là khi bắt năm người này thì bây giờ đó là rõ ràng là chị này trong cái hoàn cảnh gọi là đang bị phong tỏa dịch Covid-19, có thể có mà không biết, nên là công an thấy như vậy tình hình bắt buộc nên phải đưa năm người này cộng với anh Na nữa, tại Na chui qua bên đó rồi không, là phải đi cách ly tập trung. Mà mấy người này hai và còn có mấy đứa con nhỏ nữa, mà nếu mà để ở nhà không ai coi cho nên thêm ba đứa nữa thành là chín, ba đứa con thành là chín, chín người đi cách ly tập trung khỏi Covid-19 chỉ vì do cái tội đánh ghen, đi đánh ghen. Việt Nam đánh ghen kinh thiệt. Cái này thì còn đỡ, đánh ghen trong dịch Covid-19 này còn đỡ, chứ còn có nhiều người như tôi nói hồi xưa tôi thấy cái cảnh mà đánh ghen là lấy axit tạt vô mặt. Ôi, sợ thiệt. Mỹ cũng có đánh ghen nhưng mà tôi không có thấy cái cảnh Mỹ mà bạo, rất là tàn bạo giống như kiểu Việt Nam. Thưa quý vị, đó là đây là câu chuyện đánh ghen giữa mùa Covid-19 ở tại Việt Nam. Xin gửi đến quý vị thông tin này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.